chiếu siêu dài nữa, sắp được trình làng. Chào mừng anh em mình quay trở lại với kênh của Đoàn Gỗ Gia Lai. Ngày hôm nay tiếp tục chuỗi video về cây Ecop, em lại lên cho anh em mình một siêu phẩm. Tấm này thì thuộc diện kích thước của nó khá là dài, dài lên đến 6m47, bên em chốt vuông về rồi. Còn phần cạnh thì bên em xả hết rác để nó là phần cạnh lũa. Anh em mình đang xem đó là quá trình mà bên em làm mặt dưới cũng như là xả rác phần cạnh gỗ của tấm này. Vậy anh em mình cùng theo dõi hết video để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tấm chiếu siêu dài này anh em mình nhé. Và cũng giống như những tấm chiếu khác, sau khi mà hoàn thiện mặt dưới thì sẽ lật lại và làm lên mặt tiền. Ở mặt này thì anh em mình thấy là những cái phần đầu gỗ sẽ được rong vuông lại, và những cái phần cạnh gỗ nó có những điểm không được đẹp thì sẽ được xả bớt đi một lần nữa để cho tấm chiếu nó sẽ nhìn thấy cân đối hơn, đẹp hơn. Và bây giờ đang là quá trình hoàn thiện mặt tiền, mời anh em mình cùng theo dõi hết video anh em mình nhé. Thank you.
ngay cạnh thiên nhiên. Trời mát vậy. Quét nước nó xong thì giày 18, rộng thì đầu bên này là 1m72, đầu bên kia 1m78 đấy, cạnh đũa đẹp lắm, xỉ đét luôn cả hai đầu. Cạnh thì để phe nhưng mà có rong, nó tương đối thẳng, nhìn chung là mặt tiền của nó nhìn cơ bản là nó thẳng, cái loại đầu gỗ anh em mình thấy xỉ lắm. Xỉ đen luôn. Hơn cũng đẹp. Đây cũng 1m7 như thế này. Không đi đâu, nhìn nó nhỏ vậy thôi. Mét tám đấy, là 2 tấm mét 8 đấy. Cái này nó khô bên kia rồi.
mua bán tải mà xe tải còn chưa ăn tôi mua bán tải. Chân đúng không? Đấy mình cũng cao. Phải nhìn cho tới nơi để trốn nhé. Lỡ nhìn rồi. Chỗ nào view đẹp nhất? Lỡ nhìn rồi. Anh đi qua đấy uống nước. Vào trong phòng này. À, vào trong phòng rồi. Nhân viên nó chưa kéo hết luôn hả? Ôi. Tua được nhân 10 nó cũng chẳng rung, vẫn đẹp. Chắc là bây giờ anh làm vậy xong rồi anh tua lên nhân 10 nó ok hơn là dài. Anh cầm tay nếu mà anh tua thấy 10 là rung, nó rung. Để xin ra bao sẵn tua, xin ra bao sẵn. Tập trung vào đến này anh em. Thank you.
nó bằng tài khoản nó tiền cọc, nhưng mà mình này, lúc đấy này có sẵn cái băng 10 thì kìa, bảo mình thì người mang xuống băng 10 á, để đánh chốt nữa. Khi nó mua theo cả một đây là giá nhiều quá, trong đây khách hàng nhận tiếp giá nhiều quá, nhiều quá. Cách giờ nó trả vậy á. Trả dã man. Trả không có lời. Được họ mua không được họ thôi rồi. Đâu cần đâu. Cái này không biết là mai mốt bán một tấm sập lời được 500.000 không đây. Dĩ nhiên rồi. Ok, rước đâu rồi ta. Tấm này thì nó dài là 6m40. Hơn 6m40 anh em mình. Rộng thì phần đầu bên này là 1m78, đầu bên kia là 1m72. Sở hữu chiều dày của nó lên đến là 18cm anh em mình nhé. Cạnh thì bên em vẫn là để lúa cạnh tự nhiên thôi, nhưng mà có rong khá là thẳng rồi anh em ạ. Rong khá là thẳng rồi, kể cả cái phần bên này nó vẫn lúa, nó hơi lượn một chút nhưng mà nhìn chung là khá là thẳng rồi. Xỉ đét luôn, vẫn đang là tấm bìa. Bây giờ em mời anh em mình cùng theo dõi tiếp anh em nhé. Đây anh em mình ơi, cùng em theo dõi này. Nó rất là xỉ nhé. Phần cạnh thì bên em để lúa cạnh tự nhiên như thế này. Và cũng cơ bản là sạch rác đây anh em mình ạ. Phần rất là đẹp bởi vì tấm này nó đang là một tấm bắp bìa. Kể cả phần đầu bên này em quay cho anh em mình xem luôn nhé. Nó cũng rất là xỉ. Đấy, rộng đến 1m7 anh em mình nhìn tấm này nó dài. Anh em có cảm giác là nó nhỏ, thế là tấm đây rất là lớn anh em ơi. Đẹp nhá. Keng keng luôn. Hãy bấm đăng ký kênh của em để theo dõi những video tiếp theo anh em nhé.